đại trưởng lão không phải là không muốn đối phó với cận miều sâm nhưng tai không có đem thụ tổ bản thể lực lượng triệt để tôn vệ lúc trước nó cũng không dám bởi vì thụ tổ thủ hộ cường đai có thể đủ sức để bao trùm toàn bộ kiến mộc thành mà chỉ cần ở bên trong kiến mộc thành cận miều sâm là nhất biết được thủ hộ nó còn không dám nhìn thẳng thụ tổ bản thể lực lượng mà bây giờ cận miểu lâm đã trở về, hơn nữa còn tấn thăng đến đại tinh vương cấp độ, đây cũng là đại trưởng lao tuyệt đối không ngờ tới. Chính như cận miểu sâm nó như vậy, tay thụ tổ hào quang chiếu dọa xuống, cũng là đại tinh vương. Hắn mặc dù không biết cận miểu lâm bây giờ là tu vi gì, nhưng cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Đường Tam vẫn luôn luôn tại thờ ở lạnh nhạt, đây không thể nghi ngờ là một vở kịch mà chính mình lại là may mắn gặp dịp rồi. Nếu đã gặp, cái kia sẽ không ngại tham dự vào, dù sao đối với mình cũng không có gì chỗ xấu. Với lại cái này sinh mệnh của Lam Kim thu tộc năng lượng của với sinh mệnh cấp độ cũng như là kỳ dị, tương đối thú vị, đối với chính mình cũng là có trợ giúp phi thường lớn. Lúc này, đối mặt với cận miểu sâm chất vấn, sắc mặt của đại trưởng lão như trước dần dần bình tĩnh trở lại, Ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên trên cận biểu sâm, nhìn lại một chút đường tam ở bên cạnh trầm giọng nói. Người nói không sai, thụ tổ bản nguyên đúng là hắn là do trực hệ huyết mạch tiến hành truyền thừa cùng với bảo hộ. Thế nhưng mà cận biểu lâm ly khai kiến mộc thành nhiều năm, đầu tiên cần nghiệm chứng chính là thân phận của hắn. Với lại truyền thừa thụ tổ bản nguyên càn hệ trọng đại, không phải người làm huyết mạch người thừa kế liền có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định. Người mạ muội tự mình dẫn động phải chẳng nghĩ tới cảm thụ của các tộc nhân. Việc này Tần tổ chức trưởng lão hội nghiệm chứng thân phận của cận miểu lâm cùng với lúc cùng quyết định phải chăng do kế thừa lời nói này nói đường hoàng đi theo ở bên cạnh nó là hai gã khác trưởng lão cũng là liên tục gật đầu cận miểu sông lạnh lùng nói cùng quyết định trưởng lão hội bản liền là mình người độc đoán cùng quyết định của người khác ở chỗ nào thụ tổ bản nguyên tán thành chính là tận tán thành rồi chính là tổ tiên chi ý nàng rất rõ ràng cùng quyết định kết quả căn bản không có khả năng để cho mình huynh muội truyền thừa thụ tổ bản nguyên hiện tại thì thụ tổ bản nguyên theo trao của mình qua đời về sau phần này lực lượng bản nguyên thì tương đương với là đang kéo dài không ngừng làm dịu tất cả làm kiềm tộc nhân tu vi càng cao lấy đường chỗ tốt cũng càng lớn với lại đại trưởng lá một mực đang dùng các loại phương pháp dẫn động lực lượng của thụ tổ để cho nó phát ra càng nhanh từ đó thu hoạch các trưởng lão khác mặc dù không có nói thu lợi lớn như vậy nhưng cũng có thể từ đó không ngừng đạt được lợi ích. Có thể nói, nó đem lợi ích toàn bộ trưởng lão hối cũng trói lại cùng chiến xa. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể có người là hướng và chính mình hai huynh muội đây? Thu tổ bản nguyên một khi truyền thừa, trừ phi là thành hoàng về sau phản hối. Bằng không mà nói, tộc nhân khác từ đó lần lượt là liền xe biến mất. Đại trưởng lão tỉnh táo lại về sau, đây rõ ràng chính là có chỗ dựa yên tâm chắc chắn đại trưởng lão lại không tiếp tục để ý cận miều sâm mà là quay đầu nhìn về phía đường tam nói tạm thời cho rằng người chính là cận miều lâm người nói thế nào nếu như người thật sự là cận miều lâm ở chỗ này liền không có phần lời nói của cận miều sâm ánh mắt của đường tam lạnh nhạt nhìn xem nó thản nhiên nói vậy thì do trưởng lão hội cùng quyết định đi cận miều sâm nghe như vậy khẩn trương cá không thể trưởng lão hội cũng là nó độc đoán đại trưởng lão lại là không tiếp tục để ý nó lập tức nói ra tốt theo ý của người nói vừa nói thì nó sơ tay lên một đạo làm ánh sáng màu vàng óng phóng lên tận trời trên không trung bộc phát ra một đóa thụ tổ hình thái to lớn làm quang ảnh màu vàng kim to lớn quang ảnh trên không trung nở rộ hào quang rực rỡ trên không trung bành trướng bắn ra gốc làm kim thụ khổng lồ kia tại đây quang ảnh chiếu rọi xuống càng ngày càng thần thánh rộng rãi Căn miều sâm còn muốn nói gì nữa, đường tam lại đưa cho nó một cái ánh mắt an tâm. Không biết vì cái gì lại tiếp tục đến đường tam ánh mắt thở điểm. Căn miều sâm chỉ cảm thấy mình tâm phản phất là cũng trở lên trên an định nhất nhiều. Đường tam của mối tâm tình của nàng đương nhiên khác biệt. Căn miều sâm cũng không biết là chính mình nhận cái huynh trưởng này. Căn bản cũng không quan tâm trường lão hội cùng quyết định kết quả như thế nào. Đường tam đã hạ quyết tâm tiến vào bảo sơn há có thể tay không mà về. Mình bây giờ đã từ trên người của cận miều sâm thu được làm khi thủ thụ tộc túy nhất trực hệ huyết mạch bằng vào huyết mạch này liên có thể dẫn động lực lượng của thụ tổ tầng thứ sinh mệnh lực lượng khổng lồ tinh khiết cao như vậy đối với đường tạm trợ giúp là cực kỳ to lớn rất có thể liền có thể giúp hắn đem tất cả huyết mạch lạc ấn của với thúc đẩy sinh trưởng đến cấp 11 cấp độ đồng thời vì tương lai tiếp tục đột phá đánh xuống nền móng vững chắc cho nên liền xem như cướp hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này vì đồng ý tổ chức trưởng lão hội là hắn muốn nhìn hiện tại làm kim thủ tộc chân chính hạch tâm lực lượng đến tốt cùng đạt tới trình độ nào, rồi quyết định hành động của mình ở bước kế tiếp. Nương tự theo lấy thần thức không ngừng tăng lên, kiếp trước rất nhiều thứ cũng đều tùy theo đó rõ ràng. Đối mặt với cục diện như vậy, hắn biết rõ chính mình phải làm như thế nào có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Cận miều xâm tới gần đến bên cạnh đường tam, dùng phía sau gai nhọn nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, Đường Tam truyền lại cho nó một cái an tâm thần thức cảm xúc, hắn không có đi để ý tới cái kia mấy vị trưởng lão rồi, mà là đem thần thức cũng tập trung ở đối chối trước màn gốc cây này, tổ hỏa thần to lớn phía trên hòa làm kim thụ. Cái này gốc làm kim thụ mang đến cho hắn một cảm giác giống như là cái thế giới này sinh mệnh nguyên truyền, hắn bên trong chảy xuôi lấy sinh mệnh năng lượng chi thuần túy, nồng độ cực cao, Tâm chí để cho Đường Tam đều có một loại về tới thần giới cảm giác. Mặc dù cái này sinh mệnh năng lượng cùng với thần giới thiên linh chi khí là có chỗ khác biệt, nhưng năng lượng độ tinh khiết lại cực kỳ đặc thù. Mang cho đường tam là một loại phi thường kỳ lạ cảm thụ, đó là một loại thăng hoa, một loại sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Thậm chí đường tam cũng cảm nhận được một chút thần cách hình thức ban đầu hương vĩ hắn cũng đã từng thấy qua thủy tinh đại yêu hoàng dạng này thực lực đỉnh tiêm hoàng giả cũng có giống với thiên hồ đại yêu hoàng dạng này khống chế vận mệnh chúa thể. thế nhưng cùng với trước mặt cái này to lớn làm kim cần tính so tại sinh mệnh cấp độ bên trên như cũ là có vẻ không bằng bởi như vậy hắn hoàn toàn tin tưởng lúc trước cận miểu sâm nói tới vị đã từng là thụ tổ kia chính là một trong tam tổ của cả yêu tình đại lục cái này rất có thể cũng là cả vị diện vừa mới sinh ra thời điểm một trong bản nguyên loại tầng thứ này tồn tại nếu như không phải đã mất đi thần thức bản nguyên, chỉ còn lại có sinh mệnh bản nguyên, thậm chí cũng có thể nói là một trong vị diện tiến hóa căn bản, một loài tương đối đơn giản, chính là năm đó đường tham thành thần thời điểm như thế, dựa vào một cái thần giới đã có sẵn, từ trong thần giới thu hoạch được thần chi vị trí, từ đó lạc ấn thần chi cuối cùng thành thần, đột phá nguyên bản vị diễn lên cao đến vị diện thần giới cao hơn. Một loại tình huống khác thì là gian khó hơn nhiều, đó chính là muốn dẫn động toàn bộ cái vị diện tiến hóa, chỉ có thể vị diện tiến hóa đến thần giới cấp độ, cả thế giới tăng lên mới có thể thúc giục chiến chính thần trì chí xuất hiện. Với lại, khi đó xuất hiện cũng không phải là một cái vị thần mà là đồng đáo mà kéo theo người ta sẽ thành chúa tể toàn bộ thần giới. Cái làm kim thụ này sinh mệnh cấp độ bên trên, đồ đề cùng với vĩnh hằng chi thụ nguyên bản ở đấu la đại lục tiến hóa gấp hai lần. Khác biệt chính là vĩnh hằng chi thụ bản thân chính là nhận thần giới bảo hộ, bản thân ý thức thủy chung cũng là tồn tại. Mà thụ tổ năm đó ở trong quá trình tiến hóa hẳn là xuất hiện ra một chút vô tình, vô tình đưa đến nó tiến hóa thất bại, hoặc là nó căn bản cũng không có tìm tới được với con đường, chỉ là đơn thần tiến hóa, từ đó nhận lấy vị diện ảnh hưởng, xuất hiện tự thân cùng với vị diện đồng hóa. Tại tuyệt đại đa số vị diện cái gọi là thần cấp kỳ thật cũng là như vậy, giống như tại vị diện chi chủ của vị diện này, thân giới không có làm điểm tựa cho vị diện chi chủ, kỳ thật chỉ là một loại vị diện tiềm thức, cũng không phải thật sự là tồn tại sinh mệnh có trí tuệ, bọn chúng chỉ có bản năng giữ gìn vị diện, sẽ bản năng vì bản vị diện này mà xu lợi tránh hại. Tại bên trong vị diện dạng này, nếu như tu vi tăng lên tới vượt quá hoàng giả cấp bậc kia, cũng chính là tiến vào thần cấp cấp độ, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính sáng tạo ra thần giới hoặc là liền là trở thành cái gọi là thần cấp loại này gọi là rất giống với hồ trước kia là tầng thứ sinh mệnh cao hơn nhưng trên thực tế tại cùng với vị diện đồng hóa trở thành một loại tiềm thức tồn tại vị này thụ tổ dựa theo đường tam phán đoán phải là thuộc về người sau tình huống nó tôi vì rất có thể tại lúc trước đạt đến vị diện này cực hạn sau đó thần thức tại trong trùng kích cấp độ cao hơn thời điểm đó không thể nào nói là thất bại nhưng cũng không có thành công Cuối cùng cùng với thiên địa đồng hóa, lưu lại bản thế, thân thức lại trở thành Pháp Lam Tinh một bộ phận. Hoặc là nói, vị diện chi chủ một bộ phận. Cũng chỉ có như thế, nó mới có thể lưu lại như thế cao tầng thứ sinh mệnh bản nguyên. Đáng tiếc, thế nhưng mà vốn vị này tiến hóa khả năng cũng là vô cùng thấp đấy. Pháp Lam Tinh vị diện này bản thân quá mức cường đại. Cường đại như thế vị diện, nhưng không cách nào ra đời thần cách vị. Lại để cho cảnh giới đạt đến đầy đủ cường đại tồn tại cuối cùng chỉ có thể cùng với thiên địa đồng hóa. Đây không thể nghi ngờ là đối mặt với thụ tổ như vậy cấp bậc cường giả một loại bi ai. Đúng vào lúc này, từng đạo thân ảnh nhào nhào từ đằng xa rất nhanh bay vụt mà đến, hướng về cực lớn làm kim thụ tới gần. Khi mà bọn nó đi vào làm kim thụ bên dưới, chứng kiến sắc mặt âm trầm của đại trưởng lão cùng với sau lưng trường bát cây dài nhọn xúc tua ra ở đường tam thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi phát sinh ra một ít biến hóa. Ai vậy? Tám cây gai nhọn có nghĩa là đại tinh phương cấp độ cảnh giới, mà cái này cấp độ tại trong toàn bộ làm Kim Thụ tộc bên trong, trước mắt cũng chỉ có 3 vị mà thôi, chính là bài dành ba thứ hạng đầu ba vị trưởng lão. Đường Tam lúc này thần thức thu về, cũng yên lặng hướng về những thứ này làm Kim Thụ tộc các trưởng lão nhìn chăm chú đi tới. Lam Kim thụ tộc trưởng lão số lượng so với hắn trong tưởng tượng muốn hơn nhiều, phóng nhãn nhìn lại, vậy mà vượt qua 40 vị. Trong đó, chu đại trưởng lão bên ngoài còn có hai vị sau lưng cũng có 8 cây gai nhọn tồn tại. Khi tức trầm ngưng so với đại trưởng lão cũng chỉ là thoáng thua kém, hiển nhiên là bài xanh phía trên trưởng lão. 40 vị trưởng lão ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái này làm kiềm thụ tộc có được lấy tinh vương trở lên cảnh giới thập giai cường xả liền vượt qua 40 vị. Cái số này cần phải so với khổng thức yêu tộc nhiều không chỉ một lần. Khó trách, bọn nó có thể cũng đang không có hoàng giả dưới tình huống tọa chấn một tòa thành chú mà không phải bị bắt quay về. Trong này cùng với thực lực của bản thân cũng có được thập phần quan hệ mật thiết. Khi như vậy, nhiều vị thập sai trở lên trên Lam Kim tộc cường giả tại Lam Kim thụ dưới tụ tập thời điểm đó. Trong không khí, tình khiết sinh mệnh lực lượng quả thực là sen xét, giống như là thực chất bình thường. Như thế, đậm đặc sinh mệnh khí tức bên trong, nếu như là bình thường chủng tộc ở chỗ này cũng đồng dạng không có cách nào khác sinh tồn. Sinh mệnh năng lượng quá mạnh mẽ sẽ được trực tiếp chống bạo đấy đắm chìm tại đây nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên trong đường tam có thể rõ ràng cảm nhận được tính mạng của chính mình kiểm tra triệt đờ ra triệu chứng bệnh tật tại thăng hoa lấy hắn thật sự muốn thì là cứ như vậy một mực suy trì xuống dưới loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu Chớ nhìn hắn hiện tại đã có thập nhất sai tu vi, sức chiến đấu không hề nghi ngờ cũng là cùng với sai bên trong đỉnh phong tồn tại nhiều loại huyết mạch xa trì. thế nhưng mà đều muốn khôi phục lại đã từng kiếp trước thần vương cấp độ cường giá, phải đi đường còn rất dài. bởi vì là tại cái vị diện này bên trên hắn căn bản liền không có khả năng trở về từng đã là cảnh giới đều muốn trở về, muốn siêu thoát xảo vị diện này mới được. Mà thời điểm hắn đem ngành đón mới là gian nan nhất khảo nghiệm, muốn tại trong vũ trụ trở lại thần vương cấp độ cũng không phải nói một chút sao đơn giản đấy, cần phải vô số tích lũy mới có thể thành công. Mà lúc này, cái này cực độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng đối với đường tam mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất ẩn dưỡng. Tại trong thần thức tăng lên phương diện này, hắn có tín ngưỡng lực lượng tăng lên, nhưng tại sinh mệnh năng lượng cái này cấp độ bên trên, đừng nhìn làm kiềm thụ tộc xa xa không cách nào cùng với vô tận làm hải so với. Nhưng cái này làm kiềm thụ tộc rất là chỗ thần kỳ ngay tại chỗ, bọn nó sinh mệnh năng lượng cấp độ rất cao. Đại trưởng lão phát sinh chuyện gì vị này chính là một vị khác có bát cây gai nhọn đại tinh vương cấp bậc trưởng lão đi đến đại trưởng lão bên người trên mặt nghi ngờ nói. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn tự xưng là cận miếu lâm, cận miểu lấm nghe được cái tên này các vị trưởng lão lập tức trở lên trên có chút bạo động đứng lên bọn nó đương nhiên cũng biết cận miểu lâm là ai nhất là lúc này đường tám bên trên người còn có cận miểu sâm tồn tại nhưng trong khoảng thời gian ngắn các vị trưởng lão ánh mắt đều trở lên trên có chút kháng cự đứng lên bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm cứ việc các trưởng lão rất rõ sáng thụ tổ trực hệ ý vị như thế nào thế nhưng mà thụ tổ quang huy chiếu dọa xuống đang không có truyền thừa giữa tình huống là phụ trách toàn bộ đấy cứ việc không có hoàng giá lại mang cho bọn nó từng cái chỗ tốt rất lớn, lại để cho bọn nó có thể tốt hơn tăng lên, tu vi càng cao sinh mệnh lại càng là kéo dài. Lam kim thụ tộc vốn là dùng trường thọ trừ xanh, nhưng càng như vậy, bọn nó cũng liền càng là quý trọng sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì Lam kim thụ tộc rất ít khi ly khai kiến mục nội thành thành nguyên nhân. Đại trưởng lão hò khan một tiếng, đem chỗ có người ở đây làm Kim thụ tộc nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên người của mình, sắc mặt trầm ngưng đạo hôm nay đem mọi người tất cả đều triệu tập tới đây là bởi vì là có cực là chuyện trọng yếu Vị tộc nhân này tự xưng là cận miều lâm chính là thụ tổ trực hệ trong huyết mạch vĩ nhiều năm trước ly khai đi tìm tộc của ta tương lai nhưng bởi vì hắn đã ly khai thật lâu cho nên thân phận của hắn ta cũng không cách nào hoàn toàn xác nhận đồng thời hắn tỏ vẻ sao muốn kế thừa thụ tổ truyền thừa độc hưởng thụ tổ quang huy cho nên ta thỉnh chưa vị trưởng lao đến đây chống quăng nhìn có hay không cho phép hắn làm như vậy nghe hắn mà nói cân Miểu sâm lập tức giận dữ ngươi đây là tại nói dối trước vị trưởng lão đầu tiên ta của ca thân phận không thể nghi ngờ vừa mới thu tổ cũng đã nhận thức huyết mạch của hắn thân phận đây tuyệt đối mặt giả không thể thu tổ truyền thừa chỉ có tay chúng ta trực hệ huyết mạch trên người mới có thể hết trở thành mới có thể chính thức kế thừa tụ tổ quang huy trước ta ca ca không có lúc trở lại các ngươi nói ta là nữ tính không có tư cách kế thừa tụ tổ truyền thừa hiện tại ca của ta trở về ngươi vừa muốn nói dối mọi người sao Đại trưởng lão lúc này tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn xem vẫn nộ của cận miểu sâm hắn thở dài một tiếng nói. Miểu Sâm ngươi hiểu lầm, tốt rồi, chúng ta tạm thời nhận thức hắn chính là Cận Miểu Lâm. Sao? Từ trưởng lão hội chống quáng quyết định, cũng là chính hắn đáp ứng, đối mặt với không phải đối mặt, thu tổ truyền thừa đối với chúng ta làm kiềm thụ tộc mà nói, tức là quan hệ đến sinh tử tuần vong đại sự, tự nhiên không thể qua loa, như là đã quyết định chống quăng sao? Chúng ta tiếp theo liền bắt đầu đi, lại để cho mọi người ý chí đến quyết định. Nhìn xem nó lão thần tại bộ dạng này, cận miêu sâm thực sự là muốn sông tới rút nó mặt mò. Đại trưởng lão như vậy bình tĩnh tự nhiên hiển nhiên bởi vì là từ trưởng lão đoàn chống quăng, căn bản liền không có khả năng thông qua. Tất cả trưởng lão đều có thể từ thụ tổ quang huy biên triển đạt được chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, ai nguyện ý buông tha cho ích lợi của mình cho nên cận miêu sâm mới sốt ruột. Nó cũng không hiểu vì cái gì cà cà dĩ nhân cũng làm nguyện ý chống quăng Nó ly khai quá lâu, đã không biết hiện tại là làm kim thụ tộc là dạng gì tình huống Trường lão hội cũng sớm đã đường lợi ích khóa lại Đúng lúc này đường tam đi về phía trước bước ra hai bước Đi vào đại trưởng lão bên người Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía đại trưởng lão mỉm cười nói Vất vả chiều vị trưởng lão đến đây, tham gia lần này tạm thời trưởng lão hội, ta ly khai nhiều năm đối với trong tộc rất nhiều tình huống cũng đã không quen chứ. Vô cùng cảm tạ triệu vị trưởng lão những năm gần đây nảy ra đối mặt trong tộc của ta làm ra công hiến. Chính như đại trưởng lão theo lời nói, thu tổ truyền thừa sự quan trọng đại, hiên nhiên muốn từ tất cả các trưởng lão chúng quăng, bằng cuối cùng là số phiếu đến quyết định. Nhưng trước đây ta có mấy câu nói, đại trưởng lão có thể chứ nhìn xem trên mặt của hắn bình thản đáng tươi cười đại trưởng lão trong lòng có chút siết chặt tuy rằng nó thập phần xác định cái này cận miểu lầm vô luận nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì nhưng không biết vì cái gì thời điểm này hắn chính là hơi khẩn trương lên nhưng vô luận nói như thế nào cận miểu lầm cận miểu sông hình muối đều là thụ tổ trực hệ truyền thừa cho dù là ở đây các vị trưởng lão tuy rằng đã bị lợi ích khóa lại nhưng đối với thụ tổ trực hệ truyền thừa cũng không dám bức bách quá nặng bằng không mà nói cận miểu sông lại thế nào dùng như thế thái độ đến đối mặt với với đại trưởng lão ai cũng không dám thay trong thụ tổ quang huy chiếu dõi xuống thật sự đối mặt với nó trước hệ truyền thừa bất lợi mời nói đại trưởng lão lúc này biểu hiện ra là thập phần rộng lượng